Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên một thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu Czech, Ermonda. Ermonda là thương hiệu của một model của Czech các bác nhá. Ermonda con này khung 300. Đấy. Czech Ermonda 300. Khung carbon, cảng carbon. Ghi đông phốt tăng vành, ghi đông phốt tăng cọc yên, yên là Bontrager các bác nhá. Đấy. Chạy phun bộ gúc của xe là tia ga 4007. Xe là hàng xách tay của em. Còn mới đến 95%, xe đẹp. Các bạn, xe còn khá là ok, hàng xách tay, có hồ sơ các bác nhá. Đấy. Bác nào mà có những nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Bên em nhận bao ship toàn quốc. Và địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Xe thì còn quá ok rồi các bác nhé. Mấy ngày hôm nay tuy là mùa đông rồi nhưng mà bên em vẫn được các bác ủng hộ rất là khá là nhiều đấy trong tuần vừa qua. Em cũng cảm ơn mọi người ủng hộ và cũng lên kênh xem để tạo cho cái kênh của em nó được cái đề xuất nó nhiều lên. Đấy, thì em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, đã quan tâm đến cái kênh YouTube này của em. Đấy, các bác vào xem thì cái đề xuất của em nó sẽ đề xuất rất là nhiều đấy. Đấy, thế đâu mà là em lượng và hàng của em bán cũng khá được nhiều trong tuần vừa qua. Đấy, em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Đấy, và em cũng vào chi tiết ngay bây giờ. Đấy. Con này là con là thương hiệu Czech Ermonda các bác nhá. Đấy, 300. Khung này khung carbon 300 các bác nhá. Đấy. Con này chạy với full đồ Bontrager như vừa là em nói. Đấy, ghi đông phốt tăng là Bontrager. Còn khá đẹp. Đây, duy nhất cái xe này là cái tay quấn này. Em thay được luôn. Nhưng mà muốn là để nguyên bản. Đấy, nguyên bản của nó đi nó thích hơn. Mà bác là lấy thì em sẽ bù thêm một bộ tay quấn này để về nhà quấn về sau. Em sẽ bù một bộ tay quấn bên ngoài các bác nhá. Em muốn nguyên zin nguyên bản theo hãng của nó về thì nó ok hơn. Nó hơi bị bẩn một tí. Em thay cái này cực đẹp luôn nhưng mà em không thay vì nó là xịn. Đây là các bác lưu ý là như thế, thì có thì em sẽ thêm cho các bác một bộ dây quấn bên ngoài để các bác thích thay hoặc các bác thay. Đấy. Chạy full đồ là tia ga 4007 các bác nhá. Đấy, còn khá là đẹp. Khá đẹp đấy các bạn. Đấy. Bontrager hết này. Đấy. Xe thì còn khá là ok. Đấy, em có sẽ quay về phần sơn cho các bác theo dõi. Đây là phần sơn. Em quay rất là chậm. Đấy. Không một vết xước vào trên xe đâu các bác nhá. Cọc yên là Bontrager. Yên cũng là Bontrager các bác nhá. Đấy. Bên em thì bây giờ thì toàn hàng xách tay, hàng đấu giá, đâm là cái sự nguyên bản của xe đấy thì nó khá là cao. Đạt đến 95% là nguyên bản các bác nhá. Đây là có con thì nó không nguyên bản thì nó bị lốp gì ấy thì em thay vào thì cái đấy không nói. Nhưng mà con xe này là nguyên bản 100% rồi. Nhưng mà thường thường bên em là đến 95 đến 98% là nguyên bản từ bên kia về. Đấy. Không xê xẻ một cái gì hết, từ con ốc nhỏ nhất các bác nhá. Đây, con này chạy rất là ít đấy, rất là mới đấy các bạn. Đây, bành rất là mới. Cụm phanh của nó là tia ga các bác nhá. Đấy. Con này chạy với 10 lít. Đấy, cặp vành Bontrager. Đấy, cặp lốp cũng là Bontrager. Đấy, rất là đồng bộ các bạn. Đấy. Bên em thì nó gần như là chuẩn 100% rồi. Và chất lượng. Đấy, còn giá thành ấy thì đẹp thì nó tiền đẹp mà xấu thì tiền xấu rồi các bác nhé. Con này chạy với 10 lít. Đằng sau của xe là Shimano Tiaga. Đấy. Cặp Mayer là cặp Mayer Bontrager các bác nhé. Đấy. Tất cả là còn nguyên theo xe hết các bạn. Ermonda. Đẹp lắm các bạn. Thực sự ra thì xe còn quá ok đấy. Tiaga các bác nhé. Tiaga là đời cao đấy, 4007 rồi. Gạt đĩa trước là Tiaga. Em sẽ quay qua về phần khung để cho các bác theo dõi về phần khung. Đấy.
Đấy, và con này nó có xe đứng của xe là bằng 50 và xe ngang bằng 53 các bác nhá. Đấy, em quên em vừa chưa nói ở đầu video, con này có xe đứng bằng 50 và xe ngang bằng 53. Đấy các bác nhìn nhờ. Đấy, cọng nước quan chân gơ vẫn còn theo xe. Quá xuất sắc luôn. Con này thực sự nhìn bên ngoài thì sơn nó đẳng cấp đấy các bạn. Nó là sơn trắng sứ đẳng cấp lắm. Nhìn thực tế bên ngoài rất là phê. Và cái màu sơn này, và hay là cái gu màu sơn này em biết, nhưng em nhìn cái gu màu sơn này em thích lắm. Nó trắng này, nó ánh ánh này. Đấy các bác nhìn thấy nó ánh ánh này. Nhìn bên ngoài đẹp lắm. Đấy. Vành trước vành sau là bon chân gơ các bác nhá. Đấy. Phanh trước là tia ga này các bác này. Tia ga 4700. Cặp vành cặp lốp là nhìn ra ba. Quả lốp trước là khả năng là bị thay rồi các bác nhá. Quả lốp trước là không phải là bon chân gơ. Quả lốp trước là Isuzu các bác nhá. Đấy, lốp trước là Isuzu của Nhật ra ba. Quả lốp sau là bon chân gơ. Đấy các bác nhá. Đấy. Quả lốp trước đã bị thay rồi. Đũa là đũa dẹt các bạn, đũa la hẹ này. Đấy, đũa la hẹ. Mayo của nó là bon chân gơ. Khá là ok, đây là hồ sơ đấu giá các bác nhá. Đây là hồ sơ đấu giá đây này. Cái hồ sơ trong này thì nó có cái tờ giấy đấu giá này. Đấy, cái tờ giấy này. Và một quyển sách hướng dẫn của check và một đĩa này. Vẫn còn nguyên bên kia nhá các bác nhá. Đấy. Các bác lưu ý là như thế. Có đóng xe này em sẽ đóng toàn bộ cái dữ liệu này cho các bác để các bác lưu trữ. Đấy. Con xe này phân khúc thì nó tầm tiền và các con nó tầm tiền, nhưng em thấy ưng nó chất xe các bạn. Quay mặt trái các bác nhá. Đấy. Đây là mặt trái này. Tia ga. Con này thì cái phân khúc của xe thì nó cái cấu hình hơi thấp so với những cái con carbon khác, nhưng mà nói về đồ chất của xe thì trôi rồi các bạn. Đấy, con này nó chạy tia ga nó hơi thấp về cấu hình, hơi thấp về cấu hình, nhưng mà nói về chất xe đấy thì trôi các bạn, quá ok luôn đấy, em khẳng định luôn đấy, con xe này đẹp lắm các bạn. Đấy, nhìn thì các bạn nhìn đấy, nhìn nước sơn đấy, đồ của xe rất là thích. Con này gắn GPS hết rồi các bác nhé. Đấy, GPS bờ tút hết rồi này. Đấy, em quay chậm rãi để cho các bác theo dõi đấy, chất lượng xe. Đấy, chất lượng xe bên em này gần như là chuẩn tương đối đấy, chuẩn xác đấy các bạn. Đấy. Và em sẽ nói lại con xe này, con này là con thương hiệu Czech Amonda các bác nhá. Đấy, có xe đứng bằng 50, xe ngang bằng 53 các bác nhá. Đấy. Đồ xe thì còn mới đến 90% trở lên các bạn. Đấy. Quả lốp đằng trước thay rồi, còn quả lốp đằng sau vẫn còn nguyên theo xe. Đấy. Đấy. Các bác nào mà có nhu cầu ấy thì xin liên hệ qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề các bác nhá, và em cũng xin phép được dừng video tại đây.